Thưa quý vị, sáng ngày 23 tháng 4, thành phố Hồ Chí Minh lần đầu tiên tổ chức lễ hội đua ghe ngò trên kênh Như Lộc Thị Nghè. Ủy ban dân quận 3, đơn vị tổ chức cho biết, lễ hội đua ghe ngò có 9 đội tham dự tranh tài, gồm thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Tây Ninh, Kiên Giang, Bình Phước. Khu vực đua ghe ở kênh Như Lộc Thị Nghè, đoạn từ cầu Công Lý đến cầu Lê Văn Sĩ. Những hình ảnh sôi nổi về lễ hội này sẽ mở đầu chuyên mục tin nóng ngày hôm nay. Tại vòng loại, các trụ đua được chia thành 4 bảng, sau đó ban tổ chức chọn ra 4 đội vào bán kết. Kế đến, hai đội tranh hạng nhất và hai đội tranh hạng ba. Tuy 7 giờ 30 phút cuộc đua mới chính thức bắt đầu, nhưng từ rất sớm, khoảng 6 giờ, dọc tuyến đường Hoàng Sa Trường Sa hai bên bờ kênh Nhiêu Lộc đã có hàng ngàn người dân tập trung chờ xem và cổ vũ. Lễ hội này không những phát huy gìn giữ các giá trị văn hóa đồng bào Khmer Nam Bộ, tăng cường giao lưu văn hóa, học tập trao đổi kinh nghiệm giữa các dân tộc, mà còn quảng bá tiềm năng và lợi thế hình ảnh du lịch quận 3 là điểm đến an toàn, thân thiện, nghĩa tình cho bạn bè trong nước và quốc tế.